Vào chiều ngày 14 tháng 10 vừa qua, Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe E-Class thế hệ thứ 10 tại Hà Nội. E-Class là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử của Mercedes-Benz, với 13 triệu xe đến tay khách hàng toàn cầu tính đến hết năm 2015. Tiếp nối kỳ vọng giữ vững ngôi vị của mình, E-Class thế hệ mới có thân xe được thiết kế cực kỳ vững chắc, giúp cải thiện cảm giác lái, giảm độ ồn và rung động, cũng như gia tăng độ an toàn. Các kỹ sư đã bổ sung đáng kể chất liệu nhôm cùng thép siêu cường cho cấu trúc thân xe, nắp capo, hông xe phía trước, nắp khoang hành lý và nhiều bộ phận khác được chế tạo từ nhôm nguyên khối, giúp tổng trọng lượng của xe đạt mức 1.605 kg ở phiên bản E200, giảm 50 kg so với thế hệ trước. Ngoài ra, E-Class cũng thiết lập kỷ lục mới của mình trong phân khúc về thiết kế khí động học với hệ số cản gió CD chỉ bằng 0,24. E-Class có trục cơ sở và chiều dài tổng thể lần lượt dài hơn 65mm và 43mm so với mẫu xe tiền nhiệm. Được chấp bút từ ngôn ngữ Sensual Purity, E-Class sở hữu nắp capo kéo dài, khoang hành khách đẩy về phía sau cùng thiết kế vòm cửa dạng coupe không thể nhầm lẫn. Với đường dập nổi buông dần từ cụm đèn trước và đường nịch hình dốc lên giữa hai bánh xe, E-Class tạo ra cảm giác chiếc xe đang tiến về phía trước nhưng vẫn rất khoan thai vững chãi. Mâm xe hợp kim sắc sảo cùng vòm bánh xe cỡ lớn mang đến vẻ khỏe khoắn và sự năng động. Đuôi xe được định hình bởi bờ vai mạnh mẽ cùng cụm đèn LED đơn mảnh với thiết kế cánh hạc đặc trưng của các mẫu saloon Mercedes-Benz. Ở phía trước, ngoại hình của E-Class có sự thay đổi rõ rệt trên từng phiên bản, lịch lãm và sang trọng như E200 hoặc thể thao và hiện đại như E300 AMG. E-Class thế hệ mới đã đạt được giải thưởng thiết kế nội thất danh giá Automotive Interior Expo Award 2016, cũng như danh hiệu Best of Best ở hạng mục nội thất, giải thưởng Automotive Brand Contest 2016. Khoang nội thất của E-Class hướng đến một không gian mở, nhờ việc bố trí thông minh các cụm điều khiển và sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ và hợp kim nhôm. Phiên bản E300 AMG sở hữu nội thất bọc da Nappa thượng hạng cùng ốp bề mặt kim loại, còn phiên bản E200 được bọc da cao cấp và ốp gỗ tần bì gân nổi. Ghế ngồi trên E-Class được thiết kế hoàn toàn mới với cảm hứng từ những chiếc du thuyền, cho phép điều chỉnh phần tựa bên hông để ôm sát cơ thể của hành khách. Đáng chú ý là bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị chất lượng cao kích thước 12,3 inch. Thiết kế này giúp bảng điều khiển trung tâm tinh gọn và hiện đại hơn, đồng thời mang lại cảm giác mở rộng về hai bên cho hành khách. Người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm cổ điển, thể thao và hiện đại. Đặc biệt, E-Class thế hệ mới sở hữu hệ thống đèn viền với 64 màu sắc khác nhau, có khả năng điều chỉnh trực tiếp trên thang màu. Cả hai phiên bản E200 và E300 AMG đều được trang bị động cơ i4 2.0L. Tuy nhiên, E200 có sức mạnh 184 mã lực và mô men xoắn 300 Nm, còn E300 AMG lại mang công suất 245 mã lực và mô men xoắn 370 Nm. E300 AMG chỉ cần 6,2 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h, trong khi đó ở phiên bản E200, xe cần tới 7,7 giây cho cùng một nhiệm vụ. Nhờ sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic với khả năng cắt giảm 6,5 lượng nhiên liệu tiêu thụ, kết hợp với khung xe trọng lượng nhẹ, E-Class chỉ tiêu thụ khoảng 5,9 lít cho tới 6,9 lít cho 100 km. E-Class mới là thế hệ thứ 10 của mẫu xe E-Class. Như các bạn đã biết, E-Class là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử thương hiệu Mercedes-Benz với 13 triệu xe đến tay khách hàng toàn cầu tính đến năm 2015. Vì vậy, ở thế hệ mới, Mercedes-Benz đã dồn rất nhiều tâm huyết để giúp cho E-Class giữ vững được ngôi vị của mình. Để phát triển và nghiên cứu E-Class mới, 1.200 kỹ sư của chúng tôi đã phải dành thời gian 48 tiếng. Số lượng xe thử nghiệm trong quá trình phát triển cũng lên tới con số 1.200 xe và 12 triệu km chính là tổng quãng đường thử nghiệm mà E-Class mới đã trải qua trước khi chính thức ra mắt. Một điều thú vị nữa là quá trình thử nghiệm E-Class diễn ra ở 4 lục địa khác nhau với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dao động nhiệt độ từ âm 32 đến 60 độ C. Tôi tin rằng E-Class thế hệ thứ 10 sẽ có thể làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất tại Việt Nam. E-Class là chiếc xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hai nút điều khiển cảm ứng trên tay lái, Touch Control Button, giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng. Xe cũng hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn QI và kết nối Apple CarPlay, giúp các tín đồ công nghệ sử dụng smartphone thuận tiện và an toàn khi đang lái xe. E-Class mang lại cảm giác thoải mái và sang trọng cho chủ nhân với hệ thống Air Balance cùng bộ lọc khí cao cấp với chức năng ion hóa oxy. Có 4 hương nước hoa hảo hạng được điều chế độc quyền cho Mercedes-Benz bởi chuyên gia mùi hương Marc Vormen. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống loa Bomaster 13 loa công suất 590 W. E-Class mới là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống dẫn đường và GPS tích hợp bản đồ 3D sống động và trực quan độc quyền cho Việt Nam, cũng như khả năng truy cập Internet ngay trên xe.
tính năng camera 360 giúp người lái dễ dàng xoay sở ở những nơi chật hẹp. E-Class đã vượt xa tiêu chuẩn đáp ứng an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu Euro NCAP ở tất cả các hạng mục đánh giá, nhờ hàng loạt tính năng an toàn đáng giá như hỗ trợ đỗ xe tự động, tích hợp camera lùi hoặc camera 360, Attention Assist, ESP Curve Dynamic Assist, Crosswind Assist, phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng 9 túi khí an toàn, hệ thống đèn full LED, đặc biệt tính năng Perceive Sound giúp giảm mức độ tiếp xúc của màng nhĩ với tai trong khi có cường độ âm thanh lớn, bảo vệ thính giác của hành khách trước khi sự cố xảy ra. E-Class mới được trang bị 5 chế độ lái bao gồm Comfort, Eco, Sport, Sport Plus và Individual. Phiên bản E300 AMG với hệ thống treo hạ thấp 15mm, thậm chí còn đẩy những trải nghiệm thể thao ở Sport hay Sport Plus lên giới hạn cao hơn. E-Class thế hệ mới được phân phối ra thị trường với 8 màu ngoại thất: trắng, đen, bạc, nâu, xanh, diamond, xám và xanh Calet, cùng 3 tông màu nội thất: đen, nâu và be. Mức giá của hai phiên bản E200 và E300 AMG lần lượt là 2.099.000 đồng và 3.049.000 đồng. E-Class thế hệ mới sẽ tiếp tục ra mắt công chúng phía Nam tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10. Phiên bản E300 AMG đã sẵn sàng đến tay khách hàng ngay từ tháng 11 năm 2016.